Đấy, nó bị á. À cái đẹp đó thì ok. Cái này từng đạn được này, được rồi này. 6 rưỡi thôi. Con này là 7 rưỡi. 6 rưỡi thôi. Chứ có muối nọ, muối kia, có muối này nó ấy rồi. Ừ. Muối này nó chín rồi nhá. Thế với này là có nó không được 7 mà được 65 đây. Đúng rồi. Cái bữa nhá. Chắc ra để ra ngoài thử không? Oh, hộp rồi. Đó là chuẩn bột rồi đó. Đâu, quả cái này sắp dụng anh. Đâu? Bột này. Chà bột. Nghe bột. Chà bột. Có ví dụ như nó xa quá thì còn một hai quả thì cắt lốt thì để làm gì? Quay lại. Đâu có quay đâu? Đâu quay đâu. Người ta cắt mà. Quay gì? Nhà bạn này hình như có... Không, cái này còn cứng lắm. Ừ, em thấy cảm giác cứng. Còn cứng lắm. Nghe tiếng rồi biết rồi. Mấy kia... Đó, qua đây. Anh lấy xe đùa, anh gom cửa này cho em với em. À, anh đi lót coi để... Đây, ôi dồi ôi. Nó mặn này cháy được khỏi gõ luôn này, cắt được này. Không, bị rồi, bỏ. Cái gì? Kêu mà lại đây, không thể về mà xử lý không được đâu, chỉ cái nào đẹp tròn chuẩn mới được thôi. Không không được, bỏ đi, anh chỉ không chấp nhất cái đấy đâu, được nữa mà. Được không á? Được mà. Buổi sau cái lùa. Lùa nhưng mà mình làm sao mà lấy đúng không? Em lùa lại chỉ là dưới một trên một ký nhưng mà vấn đề là anh như thế này sao mà lấy đúng không? Hợp lý chứ. Đạp nhiều đấy. Nhà không chăm sóc uổng ghê. Cái hỏng á anh nhỉ. Bỏ ra tao chỉ cho tao. Không bỏ lại mày. Để lại lộn vào. Sao? Tí nữa một cân coi lại. Không, lộn nó không nhìn hết đâu, để dưới cốc này. Giống như rụng á, đúng rồi. Để nó bảo nó giống y nhau mà, kệ cứ để đấy. Nó bị nấm mày. Sợ nó không có. Không, cái quả đấy mà về là xử lý là nó không biết nó bị đấy. Đó chuẩn rồi. Người ơi, mọi người, em đang đi cắt mua sân kinh nha. Em đang cắt mua sân kinh nha. Chuẩn rồi. Thở nhẹ thôi. Trái đã cắt được, cắt đi. Bảo đảm mà, cắt thuốc. Em nghe cũng được rồi đấy. Em đi thử cuốn đi. Đi ngọt mấy. Không, cái cây này á, cái đi thôi. Một khi mà cây mà nó đã có vấn đề là nó cái này sao chùm trên này sao không nè thề với anh luôn á, cái nào cũng bị luôn á, này mà cứ tụ một cái nó thối thấy không, không phải em muốn cắt hết luôn này, nhìn kỹ lắm rồi đấy. Nặng lắm. Không được đâu anh. Đừng kỹ mà anh. Sao anh không dùng thuốc à? Không. Đấy, khổ. Mấy cái này để làm quà nhá. Làm quà được. Không để cũng phải để ở đó một quà. Để làm quà ăn được. Nó sẽ bị lây ra. Sân kênh nha mọi người. Cái quả sau xả không dưới đó. Nó bị rớt, nó bị gãy xong nó bị nấm này. À. Nó nhiều. Nó ăn đẻ rồi nó nóng rồi nó cũng rụng rồi. Nó rụng luôn.
nó bị rụng lắm. Này nó lên. Đây là cái gì không? Bị. Với lại cái này do là anh không kê nè. Anh không lấy miếng xốp anh kê vô á. Đúng rồi, lấy xốp coi hay vô nó không bốc bì. Kê tới hai quả hả? Dạ đúng rồi. Sao thầy nãy giờ gò mít không được cái nào đúng thầy? Nghe nhạc thôi. Mấy cái trái bé vẫn chất anh chị, nó vẫn già rồi vẫn cắt nhá. Mấy cái trái bé già vẫn cắt nha. Mấy cái trái bé già vẫn cắt cho anh chị, cắt hết. Không bị là được, không cứ già là cắt thôi. Trên đầu anh có cắt được không? Không à? Mấy quả đó? Cũng thương ông bà cũng tội nghiệp. Đấy, tại nhiều lúc nấm mình cũng khổ anh, nó về nó lây cho cả... Lỡ mà cái cây nó mà nấm nó lây cho cả đống mình á, anh hiểu không? Mình cẩn thận thôi. Sao để bỏ nhá? Cái đó không được anh ạ, nhìn kìa. Hỏi rõ. Không. Một mảng một nắm tay luôn. Ừ. Mấy quả bé này có già chưa? Già thì cắt luôn. Em ăn không bé cũng được. Già là được, cứ miễn già là được. Mình cũng có qua có lại ấy. Hả? Đấy, bột mày mà. Đấy. Kệ nó, bé mai đi. Mai là cho đi cho bọn nó ở gần. Ui giời ơi. Ok. Ok, xem muốn nấm không hay lấy cả nấm ở cả sâu nhá. À, ok, xem nấm thì ok. Để anh trái người ta 3-4 cân. Mấy cái trái nhỏ nhỏ già cắt cho chị luôn. Đi. Em đi cắt một xương kinh như mọi người. Ok kìa. Ừ, xanh à? Như gái non tơ như gái 18 chắc là... Có đâu mấy trái đâu rồi, biết đâu rồi? Đó. Mấy trái. Mấy quả thôi à? Mấy quả thôi. Tí để tập trung một chỗ. Màu cái hướng này nó tí. Đây nè, có cái này sai, như có cái dưới hôm trước thấy cũng đông, cái dưới thì còn được. Cái này sai. Nếm đi, xem giống rắn độc không? Ngọt à. Quá tuyệt vời mọi người. Ok. Bên kia chắc cũng ok. Ui, ngọt, cảm ơn. Dưới xuống không? Tớ cắt xuống dưới, nó dễ chứ. Đây, kéo cho. Thôi bỏ đi cái đó khỏi gõ. Tín nữa rồi.
bộp rồi. Đó chín rụng rồi đó. Nó lau được. Lau được cây, nó lau được cây. Nó đã ok, đắt rồi, đẹp lắm. Đẹp lắm. Ôi, cái gì đây? Làm thế này. Sáng năm mà rút kinh nghiệm trăm đó nha anh. Cũng cột kiết đàng hoàng ấy chứ. Cột có ngoài nó sang cột thì mấy bữa thôi. Khỏi cần gõ. Bộp rồi. Thế mà còn không bộp nữa thì gì? Thầy, một thầy gọi thầy tư vấn. Quá giỏi. Em nghe là em biết bộp rồi. Ôi trời, cái này cũng muốn rụng luôn nữa. Ghê nhỉ, nay biết nghe luôn, ghê nhỉ. Em vẫn biết nghe mà. Em nghe còn tỉnh hơn chị Duyên á. Tại em không cắt thôi. Chào. Cái đó em nghe em nghĩ là được. Nghĩ được. Bộp trong mà. Bộp mà. Không. Cái đó là bộp. Nghe làm sao. Cá đi. Cá đi. Cái này nhẹ xèo này. Kẽ cá. Cái đó là bộp rồi. Giờ khui ra là biết liền. Tại vì cái âm thanh bộp bên ngoài và âm thanh bộp bên trong. Trời. Giống kiểu định nghĩa như mấy bà kia cứ to cắt ra nhở. Rồi ôi. Cứ mong to vũ vực là chơi đúng không? Kiểu đấy. Em thích kiểu đấy mà. Em thích đâu có được đâu. To mới đẹp em rồi. Em thích cũng đâu có được đâu. Nó cứng anh ạ. Hộp nó to thì nó sẽ bộp. Còn hai hộp cứng đúng không? Cái hộp phù đã cái hộp mà... Trên này sao? Bộp. Vậy thì mấy hộp lép kia nó cứng là đúng rồi. Tại nó có hai hộp. Cắt luôn đi anh. Bộp cắt cho ta. Bộp được. Chứ bây giờ đòi mà mấy hộp bé cũng... Cái đó bị rồi. Em nhìn nãy rồi. Ok đó. Không, nó bị là không bán. Anh hiểu không? Nó chỉ bị cái màu là không bán được. Chứ không cần phải nói gì. Ta nhìn thấy phát là ta không mua được. Khổ cho mình á. Chứ em muốn lấy hết cho rồi. Bị một vết thôi, người bán hàng mới hiểu. Ê, bà mây nghe cái này, cái gì được chưa? Nó gõ lại là thấy cứng á. Gõ lại cái quả tròn tròn đó kìa. Không cứng. Xem nào. Gõ cái hộp bên kia nào. Ý này cái hộp đó là bị cứng rồi đó. Cái này thầy gõ như thôi. Thân đồng cũng đơn giản. Cái đấy bị sâu quá nhỉ. Đó, quả đó được rồi đó. Quả đó được đó mày. Không, quả đó bột. Quả đó bột. Quả đó bột chắc luôn. Cắt đi. Nhà âm thanh nó phát này. Tốc.
Đây về nhìn nhìn cuống nói luôn, nó khỏi khỏi cần gõ luôn được chưa? Rồi. Gõ lại. Hôm qua anh Việt anh đi bắt cái cây óc khỉ á. Anh nhìn cây anh bắt chuẩn anh rồi ra. Phải vậy, phải nhìn được. Ôi chết, còn trái to kia quên chưa chết. Cây cái đó bị hình sâu đít rồi. Kia. À không phải. Cắt rồi. Đường nào là treo lại đây coi. Em chào anh hai Hà Văn. Kiểu là cái trái kia cắt cái trái kia luôn đi. Sâu đâu sâu. Đít đó vào cái sâu. Cái này cái mồm không nhỉ? Cái đó phải gần gõ luôn, cắt được luôn. Bên thử đi. Nhìn sao đụng mà, cảm giác đụng mà. Không biết thử đi. Thật cần gõ. Đây ngon mà. Đụng. Đụng. Gây này. Trái đã già. Đít nó vẫn lõm rồi kìa anh. Em nhìn em tưởng là sâu. Không, không. Không sâu đâu, sâu. Phải sâu đâu. Hàng B thôi anh, không vào được. Tất nhiên, cái này thì toàn B thôi mà. B thôi. Không, bỏ bể ra để bán hết rồi. Đã nhẹ thôi. Mấy người cứ gãy đó gói anh. Ok. Mình nghe quen á, mình biết cái nào nó gộp, nhưng mà phải biết một trong một ngoài cơ. Nhiều khi mà cái vỏ nó bột mà cứ tưởng là bên trong thì chết. Hai quả bên mạnh á, bên mạnh không được, bên anh được á. Bên anh được á, bên mạnh không được. Đúng rồi. Cắt gõ nhiều cái được mà lại cái thạch không được á. Úi trời ơi. Úi. Ừ, bộp. Chuẩn. Mà biết thế nào là già? Đúng. Nhiều khi nghe nó bị lừa tai á. Nhiều khi nghe nó bị lừa tai á. Em thấy quả đấy được á, nhưng mà không một học bên hôm nãy mạnh gõ thì không được. Không được. Không được đấy, thì nãy mạnh gõ vào cái học đấy thì em bảo là không được. Ừ. Thì hồi nãy là mạnh gõ cho em nghe là cái học đấy. Thì bảo rồi do cái người gõ nữa. Thì em bảo không được mà, lúc cái mạnh gõ. Thì rồi sao anh gõ lại được? Thì họ bảo ấy học đó là không được, em bảo anh rồi mà. Ngọt. Đây ai tội em? Ok. Sao à? Thì thực ra đẹp thì ai cũng biết nhìn thôi, nhưng mà tại vì mình phải chấp nhận với hoàn cảnh đúng không anh? Mình phải biết nó nằm ở đâu. Nhìn nút miếng thôi làm gì được. Đây. Đây. Mạnh đâu, chị nuốt nước miếng thôi anh ơi. Già nên ra phần là ngọt. Đây là già rồi. Già. Ơi, cây đấy bị sâu anh. Cây sâu rồi. Nhẹ mà con đúng nhẹ nó mà nó to đâu. Nó không ấy đâu anh. Đúng nhẹ mà. Vậy một hôm sau nó loang. Nó loang á? Không loang nữa. Loang em. Nó loang bên trong anh. Nó loang với cái như vậy nó sẽ bị nhạt cơm. Em bán hàng đi.
Em hứa với anh là nó lan hết cả một cái bầy luôn á. Em chui thầu mới tạ biết. Báo làm biết không? Tạ nhẹ đi. Nhẹ đâu, đi. Mình ra đi bạn thôi nhưng mà nó nhẹ đi. Anh đi xem vòng những quả này nó đều nhạt lắm. Anh hiểu không? Mà tổng là đâu có muối đâu mà. Nó đẹp, nó sướng. Tổng này có muối. Nhưng mà nó bị ảnh hưởng. Em bảo đảm với anh luôn. Nó bị ảnh hưởng cả quả luôn. Giống như một cái cây bị quả bị nấm đúng không? Giống như khi mà một quả bị nấm á, là nó sẽ nó cả một cái cây để quả đó nó sẽ không phát triển được. Nên không bao giờ thử cái quả đó được. Cái đã cắt được rồi bạn này. Kéo lên luôn đi. Cái này cắt được rồi. Nhờ em kéo. Thì có mang giày kéo đi. Này là 18, này rõ. 18, 23, 24, 24. Cắt cái quả này thôi. Nếu như nếm gia vị